Em xin chào tất cả mọi người nhé. Mấy nay mưa quá nên là hàng hóa chậm, mọi người lên ủng hộ em nhé. Tắc kè đá, em lại về hàng mới mọi người nhé. Vẫn là sò 50.000 một cân, hàng tươi. Hàng khô là 130 mọi người nhé. Củ mình vô thì vẫn còn nhiều. Hàng đi hàng lại về 50.000 một cân. Cốt tỏi bổ cũng là 50.000 một cân. Hàng khô thì là 120 mọi người nhé. Hàng thủ ô, hàng thủ ô vẫn như mọi khi, hàng 3-4 cân là 180, hàng 1-3 cân là 150, còn hàng dưới 1 cân là 100 mọi người nhé. Gừng đen vẫn là 130 một cân, tươi. Maca 70.000 một cân. Sâm bông quy thì hết hàng đẹp, chỉ còn hàng xấu nữa thôi. Nếu ai mà có nhu cầu làm khô thì em sẽ rửa làm khô cho mọi người nhé. Châu cổ tươi vẫn là 101 một cân mọi người nhé. Hàng mới về là nó còn tươi nguyên, sẽ hỗ trợ rửa cho mọi người. Ở miền Bắc thì cứ để nguyên như này gửi được, còn ở miền Nam thì sẽ phải rửa và hút chân không mọi người nhé. Sâm cao đỏ mọi người nhé, vẫn là 130.000 một cân. Sâm xuyên đá vàng Hà Giang 150.000 một cân. Sâm tiên mao 130 một cân mọi người nhé, dễ mùi phần tươi 80.000 một cân, khô là 100 mọi người nhé. Còn hàng khô thì là lúc nào cũng sẵn đủ loại, mọi người cứ lấy cái gì thì liên hệ trực tiếp hoặc tìm trong cửa hàng. Tam thất đủ các size mọi người nhé, tím hiêu, các loại dược liệu khô. Mọi người lấy gì thì tìm trong cửa hàng hoặc là liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video ạ.